Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em sẽ test một cái sản phẩm của bên em, đó là con đẩy Martin MA600 nhé, như các bác đã nhìn thấy. Mặt trước của nó, đây là con đẩy hai kênh em nhé. Công suất của nó là 600W trên một kênh. Đấy, kênh 1 và kênh 2. Đấy. Và mặt trước của nó thì nó có những cái dải đèn nháy. Đấy, phân biệt của hai kênh nhé. Ở đây là công tắc nguồn. Đấy. Rất chi là đẹp. Con này giá của nó thì chỉ có 3.800.000 đồng anh em nhé, 3.800.000 đồng con đẩy này. Và hôm nay em sẽ test chất âm của nó cho anh em nghe thử cái chất âm của con MA600 này nó như thế nào nhé. Anh em đeo tai nghe. Ở đây thì em test thì chỉ có dùng mỗi con đẩy thôi nhé, không có qua lưng lọc gì nhé, không có qua vang nhé. Đấy, chỉ có một con đẩy MA600 và một cặp loa JBL anh em nhé. Cặp loa JBL KP4012. Cặp loa này thì bên em đang giao bán với giá là 8.200.000 đồng. Đây là cặp loa bát 30. Đấy. Bát 30 nhá. Chỉ có con đẩy này chỉ có 3.800.000 đồng thôi. Bây giờ em sẽ test từng kênh một cho các bác nhé. Em sẽ bật công tắc nguồn lên và sẽ test từng kênh một cho các bác nghe cái chất âm của nó. Đấy, đây kênh 1 nhá. Lạnh à, căng à. Đấy, kênh 1. Và em test kênh 2 à. Đấy. Đánh căng luôn nhá. Đây đang đánh cặp bát 30 nhá. Đấy. Đây em đang chỉ để hướng tầm 10 giờ nhá. Là hướng tầm 10 giờ nhưng mà nó to mà nó lực cái này nhá. Đánh căng luôn nhá, bao phê cho anh em nhá. Một con đẩy này để chơi một cặp bát 30 và một cặp 25 nhá. Một cặp bát 30 và một cặp bát 25, đánh căng nét cho các anh em luôn. Đấy, bao phê luôn. Giá rất rẻ nhá. Giá rẻ hơn cả một con vang số anh em nhá. Đấy, rẻ hơn cả một vang số. Chỉ có 3.800.000 đồng thôi. Con này đằng sau rồi nó có hai quạt tản nhiệt nhá. Đấy. Đằng sau thì nó có hai quạt tản nhiệt. Kết nối đơn giản thôi nhá. Đây nó có cầu xoắn. Đấy, cầu xoắn để anh em đấu rắc loa hoặc là anh em có thể đấu rắc liêu trích nhá. Đây em đang lấy tín hiệu nhạc từ máy tính vào, đấu trực tiếp vào con đẩy này. Quá chi là căng nhá. Đấy, con này đánh thì rất chi là căng rồi. Đấy, giá chỉ có 3.800.000 đồng. Đấy. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới nhá. Đấy. Bên em thì giao hàng thì toàn quốc. Đấy. Tất cả các thiết bị thì được bảo hành 12 tháng. Lỗi trong tháng đầu được đổi mới. Đấy, lỗi tháng đầu được đổi mới, một đổi một luôn. Thôi anh em thấy video hay thì nhớ like, nhấn chuông và đăng ký kênh ủng hộ em để em làm những video tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá.